Về tình hình sức khỏe của các trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm là công nhân sau khi ăn bữa cơm trưa tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bosin, thì sáng nay, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, tình hình sức khỏe của các công nhân đã ổn định và đang hồi phục tốt. Theo đó, từ khuya ngày 12 tháng 8 đến hôm nay, các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận trên 220 ca nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Ngành y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác điều trị cho bệnh nhân và giúp công nhân phục hồi sớm. Ngay khi mà tiếp nhận cái trường hợp đầu tiên đến với bệnh viện đa khoa khu vực Hòa Phú, là chúng tôi cũng đã sơ bộ nghĩ đến cái tình trạng ngộ độc thực phẩm, và chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo trong toàn ngành tất cả các cái cơ sở y tế phải sẵn sàng thu dung tiếp nhận và điều trị bệnh nhân, và đặc biệt là chú ý những cái trường hợp bệnh nhân từ công ty Bosin với những cái dấu triệu chứng mà chúng ta có thể nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm, thì chúng ta sẽ có cái hướng chẩn đoán cũng như là điều trị phù hợp. Và cái nơi mà nhận bệnh nhiều nhất đó là Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Phú, thì nơi đây thì các anh chị em cũng đã huy động toàn thể các nhân viên trong bệnh viện, từ ban lãnh đạo cho tới điều dưỡng, tới bác sĩ, tới điều dưỡng, thậm chí là lao công, huy động tất cả lực lượng ở tại bệnh viện 24/24 để trực và có cái hướng xử trí cũng như là chăm sóc cho bệnh nhân. Sáng nay thì tình hình có vẻ là ổn định hơn, và bệnh nhân thì chúng tôi đến thăm bệnh nhân sáng hôm nay thì bệnh nhân hầu như là các cái triệu chứng khó chịu của rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm thì đã giảm dần. Đến chiều nay, hầu hết các trường hợp nhập viện điều trị đã hồi phục tốt. Sở Y tế đã giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.